trong cái gia đình bên trái. Các bạn đồng môn thân mến, thay mặt gia đình Nguyễn Trãi ở Houston, thay mặt ban tổ chức Đại hội Nguyễn Trãi Thế giới lần thứ nhất, tôi xin được hân hoan chào mừng tất cả các anh chị đến dự Đại hội lần thứ nhất Nguyễn Trãi ở Houston. Hoàn thành trong cái giai phẩm của đặc sản Nguyễn Trãi. Đặc sản này sẽ được phát hành vào ngày mai cho tất cả các tham dự viên, các vị học sinh, thầy cô. Tuy nhiên, cái công lao để làm được đặc sản nó cũng phải là nhỏ. Đây là ban biên tập. Xin quý thầy cô và các anh chị hãy đón đọc đặc sản Nguyễn Trãi. Ngày mai phát hành thì sẽ biết cái nỗi khổ của anh Mai Văn Thành khi mà phải làm hiệu trưởng đến 20 năm. Chị em ta cựu học sinh hiểu đơn Nguyễn Trãi.